Xin chào các bạn, hôm nay penpro.vn xin giới thiệu cho quý vị các bạn các cái dòng bút để luyện chữ cho một người mới bắt đầu. Thì các cái dòng bút của bút ngoài thầy Ánh thì có hai cái dòng bút chính, đó chính là một dòng bút ngoài mài và một dòng bút ngoài êm. Dòng bút ngoài êm thì các bạn có thể thấy cái vỏ bút nó có tem màu đỏ như này, và bên trong cái bút này ấy, thì nó có sẽ có một cái tem là ghi là SH033 ngoài êm này, và cái tem vàng ở đây thì nó là bút ngoài êm. Và nếu các bạn muốn kiểm tra chính xác hơn ấy, thì các bạn phải nhìn cái đầu ngoài này. Những cái bút ngoài êm thì ở đầu ngoài không bị xước, thì các bạn có thể ý, nếu mắt các bạn tinh thì các bạn có thể để ý cái đầu ngoài. Thường chúng ta sẽ nhìn cái đầu ngoài không bị xước thì đấy là ngoài êm, để cho những người mới luyện chữ thường, và nó vẫn ra ngoài êm thì nó vẫn ra được thanh đậm nhá, nhưng mà nó sẽ không bị gai như ngoài mài. Ngoài mài dành cho những người ta luyện chữ tốt rồi ấy, thì người ta luyện ngoài mài cái tay đưa sẽ mềm mại hơn, thì nét chữ nó sẽ được mềm mại và nó sẽ không bị cắn giấy. Và đây là cái bút ngoài mài, hai cái bút này là hai cái bút ngoài mài, cái tem này là dán sai cái bút cũ của mình đang viết. Và bây giờ mình sẽ viết cái bút ngoài mài cho các bạn xem cái nét chữ của nó. Đây là cái nét chữ của cái bút 003, và đây là cái nét chữ của cái bút 005. Hai cái bút này đều là hai cái bút mình viết ngoài mài. Cái bút 05 này ngoài là mài rất là tốt, và ra được nét thanh rất là đẹp. Các bạn mới luyện chữ ấy, thì các bạn có thể mua dùng cái cây bút 005 này. Ngoài mài của nó là ngoài và ngoài mềm trắng, viết rất là thích. Và các bạn có thể mua một cái bộ luyện chữ, các bạn có thể tham khảo một cái bộ luyện chữ của trung tâm. Thì bộ luyện chữ này gồm có 5 quyển, giá thì 40.000. Thì bộ luyện chữ này có quyển mẫu viết đứng này, kiểu viết nghiêng này, kiểu viết nghiêng trên đường kẻ đứng, và luyện chữ hoa, và một vở Mickey ấy, để sau này cho chúng ta viết lâu dài. Vậy là chúng ta có 5 quyển Mickey, luyện chữ hoa, vở kiểu viết nghiêng trên đường kẻ đứng, vở kiểu viết nghiêng và kiểu viết đứng. Vậy là chúng ta đã tham khảo 5 quyển vở để chúng ta luyện viết chữ trong suốt cái quá trình chúng ta luyện chữ chuẩn. Và các bạn có thể tham khảo hai dòng bút rất là bình dân này, và luyện chữ cho người mới bắt đầu rất là tốt. Và đây là cái cây 033. Cái cây 033 ngoài êm này thường dùng cho các em học sinh mới luyện chữ. Trong cái bộ luyện chữ cũng có một cái cây bút 033 này. Vừa rồi penpro.vn đã chia sẻ cho các bạn cái cách chọn vở và bút. Thì các bạn có thể mua thêm một cái nọ mực Pelican này. Một nọ Pelican tím này có thể viết rất là lâu. Nọ mực Pelican tím này 62,5mm. Thì các bạn có thể dùng nọ Pelican này dùng suốt quá trình luyện chữ, và có khi nó cũng không hết được, tại vì nọ này rất là nhiều, to hơn những nọ bình thường rất nhiều. Mà đây là mực Đức nên viết nó sẽ không bị nắng cạn, và nét rất là đẹp, mực ra rất là đẹp. Vậy là penpro.vn đã giới thiệu cho quý vị các bạn một số sản phẩm để các bạn mới bước đầu vào luyện chữ, thì bạn có thể chọn những cái sản phẩm rất là đơn giản như vậy để bạn luyện chữ chuẩn. Hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin chào.